đây là mấy chiếc đi ga các bạn. Bên cửa cống mình phía bên này nha. Quá nạp rồi. Chiếc này chạy xém đụng thôi. Tay quá dữ các bạn. Phía trong bây giờ là còn khá là đông.
xém đụng luôn các bạn ơi. Gà vô cửa cống rồi.